hai tên lửa Ukraine đã tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga trước trưa 22 tháng 9. Lần này, không thể có sự che đậy nào nữa. Sau cuộc tấn công của Ukraine và một sở chỉ huy gần đó hai ngày trước, các nhà kiểm duyệt đã xóa hầu hết các bài đăng trên mạng xã hội do người dân địa phương viết. Nhưng cuộc đình công ban ngày ở trung tâm Sevastopol, trùng với thời điểm có cuộc họp của các tướng lĩnh cấp cao, đã không thể che giấu được. Các phòng chat địa phương ồn ào với những tin đồn. Một bài viết đã viết, ngày thứ 576 của cuộc chiến kéo dài 3 ngày để chiếm Kyiv. Một bài khác đăng tải, còn đường màu đỏ của chúng ta thì sao? Đã đến lúc quét sạch những người Ukraine đẫm máu này khỏi mặt đất. Trong bối cảnh Ukraine tuyên bố rằng hàng chục sĩ quan đã thiệt mạng, chính quyền Nga thậm chí còn bắt đầu bật còi báo động cảnh báo sớm về các cuộc không kích điều mà trước đây họ đã cố gắng tránh. Một năm rưỡi sau, cuộc chiến của Vladimir Putin đã đến Crimea một cách nghiêm túc. Kể từ đầu mùa hè, Ukraine đã tăng cường tấn công ồ ạt vào bán đảo do Điện Kremlin sáp nhập trong một cuộc đảo chính không đổ máu vào năm 2014. Bằng cách sử dụng kết hợp máy bay không người lái mới sản xuất trong nước và tên lửa hành trình do nước ngoài cung cấp, Ukraine đã tấn công các căn cứ quân sự trên không, căn cứ và trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Vào ngày 13 tháng 9, một cuộc tấn công vào ụ tàu Severomorzhavod ở Sevastopol đã tiêu diệt một tàu đổ bộ và một trong sáu tàu ngầm lớp Kilo có khả năng phóng tên lửa hành trình gần bờ biển Ukraine. Một ngày sau, máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không S-400 tiên tiến có giá xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Vào ngày 23 tháng 9, một ngày sau cuộc tấn công và sở chỉ huy, một loạt tên lửa hành trình khác đã bắn trúng một bến tàu ở Sevastopol. Một cách chậm rãi và có phương pháp, Ukraine đang giảm bớt hỏa lực ở Crimea của Nga. Các nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, các hoạt động này không nhất thiết phải tự nó kết thúc. Đúng hơn, chúng nên được coi là phụ trợ cho hai nỗ lực quan trọng hơn. Đầu tiên là cuộc phản công trên bộ đang diễn ra của Ukraine, tập trung vào khu vực Zaporizhia ở phía đông bắc Crimea. Họ nói rằng bất kỳ thành công nào của Ukraine trong việc làm suy giảm sức mạnh không quân, đường sắt và hậu cần sẽ làm suy yếu quân đội Nga ở đó, những người được cung cấp trực tiếp từ bán đảo. Trọng tâm thứ hai là cuộc thi hải quân ở Biển Đen. Tại đây, Ukraine đang cố gắng từ chối Nga độc quyền trên biển và giành lại quyền kiểm soát các tuyến đường vận chuyển quan trọng. Nó đang phá hủy các tàu chiến của Nga ở bất cứ nơi nào có thể và đẩy phần còn lại ra một khoảng cách khiến việc tấn công các cảng, thành phố và hành lang biển mới trở nên khó khăn nhất có thể. Quá trình này bắt đầu vào tháng 4 năm 2022 với vụ đánh chìm tàu Moskva của Nga, bị trúng một tên lửa hành trình Neptune tự sản xuất mà hải quân không chắc có hoạt động hay không. Kể từ đó, Ukraine đã đánh chìm hoặc làm hư hại ít nhất 19 tàu Nga. Nền kinh tế Ukraine dựa trên sự thành công của hành lang biển mới ra vào Odessa được công bố vào tháng 8 sau khi Nga từ chối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Sự an toàn của tuyến đường ôm sát bờ biển bên trong lãnh hải Ukraine phụ thuộc vào hai điều: đặt cược rằng Nga sẽ không nhắm mục tiêu vào các tàu dân sự đi dưới cờ trung lập và mối đe dọa trả đũa khả thi nếu điều đó chưa đủ chứng minh. Cái sau đã có thật rồi. Khi bắt đầu cuộc chiến, các tàu chiến của Nga được bố trí ở vị trí gần Odessa một cách đầy đe dọa. Ngày nay, chúng hiếm khi tiến vào vùng Tây Bắc Biển Đen, một thành tích đáng chú ý đối với hải quân Ukraine khi không có một tàu chiến nào hoạt động. John Furman, cựu tùy viên quốc phòng Anh ở Moscow và Kyiv, cho biết người Ukraine đã thích nghi để trở thành một hạm đội muối sử dụng máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh của hải quân. Đó là một chiến lược ngăn chặn biển cổ điển mà những nước khác đã sử dụng để chống lại hải quân Hoàng gia Anh trong quá khứ. Các chiến lược gia của Ukraine luôn xác định Crimea là gót chân asin của Nga, rất quan trọng đối với khả năng triển khai sức mạnh và giữ vững các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng nhưng dễ bị cắt đứt. Một bài báo do Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny đồng sáng tác vào tháng 9 năm 2022 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải làm cho cảm giác khó chịu ở Crimea trở nên gay gắt, tự nhiên và hữu hình hơn. Hoàn cảnh mới đã tăng thêm tính cấp bách cho mục tiêu đó. Cuộc phản công vẫn chưa tạo được bước đột phá, mà nhiều người mong đợi cụ thể là nó chưa đưa Crimea vào tầm bắn của pháo binh từ phía Bắc. Áp lực phải thể hiện kết quả theo cách khác. Điều quan trọng hơn nữa là những khả năng mới nằm trong tay các nhà hoạch định Ukraine.
các dòng tài chính cung cấp cho các nhà sản xuất máy bay không người lái vào đầu năm 2023 đang cung cấp các máy bay không người lái trên không và trên biển mới. Một số máy bay không người lái của Hải quân như Sea Baby được sử dụng để tấn công cầu cấp nối thẳng Nga với Crimea đã được phát triển trong nhiều năm. Nhưng những loại khác như loại ngư lôi dưới nước Marika có sức công phá 450 kg đã xuất hiện gần đây hơn. Ukraine cũng có sẵn các tên lửa mới, các dòng tên lửa hành trình Storm Shadow ổn định từ Anh và Pháp, và một phiên bản đất đối đất mới của Neptune đã đánh chìm tàu Moskva. Một nguồn tin trong Bộ Tham mưu Ukraine cho biết, sự thay đổi lớn là chúng tôi đã nhận được tên lửa và thông tin tình báo mới. Ngay khi chúng tôi có mục tiêu và có thể bắn trúng nó, đây chính xác là những gì chúng tôi làm. Các tên lửa hành trình khác đang được triển khai. Nguồn tin cho biết, chúng tôi muốn một loại tương tự như Kaliber và KS-101 của Nga, đồng thời lưu ý rằng tốc độ, khả năng cơ động và khả năng tàng hình của những loại vũ khí này khiến chúng khó bị đánh chặn. Hanna Slis, một chuyên gia an ninh có trụ sở tại Odessa, cho biết Ukraine sẽ không cần phải tìm kiếm chuyên môn ở đâu xa. Bà nói, siêu cường tên lửa một thời, có một số dự án, điên rồ, đẳng cấp thế giới, đang được phát triển trước năm 2014. Họ bị đóng băng vì thiếu tài chính, hoặc trong một số trường hợp là do bị phá hoại. Có nhiều trường hợp tài liệu biến mất hoặc không được ký. Một số dự án này đã bị hủy bỏ. Việc tạo ra một tên lửa mới thường mất khoảng 10 năm, nhưng việc đưa các nguyên mẫu cũ ra thị trường sẽ nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên, mặc dù Ukraine tiếp tục giành được những thành công trước đối thủ mạnh hơn của mình, vẫn chưa rõ liệu điểm bùng phát có đến hay không. Andriy Rychenko, một thuyền trưởng hải quân Ukraine đã nghỉ hưu, cho biết chiến dịch làm cho Crimea trở nên không bền vững sẽ tiếp tục diễn ra trong mùa đông. Sự xuất hiện dự kiến của tên lửa ATAM của Mỹ được Tổng thống Joe Biden hứa hẹn vào tuần trước sẽ giúp mở rộng phạm vi tấn công. Ông Rychenko nói, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm ra những điểm yếu của Nga và tiếp tục làm suy yếu khả năng phòng thủ và hậu cần của Nga. Nga đang điều chỉnh chiến thuật để đối phó với mối đe dọa mới. Họ đã di chuyển một số tàu của mình đến các cảng an toàn hơn như Novorossiysk trên Biển Đen. Nhưng tầm quan trọng về mặt tâm lý của Crimea đối với sự cai trị của ông Putin có nghĩa là ông có thể sẽ tiếp tục bám trụ. Ukraine đã làm suy giảm đáng kể tỷ lệ sức mạnh hải quân của Nga, một biện pháp hoạt động mà nước này sử dụng để tính đến máy bay không người lái, radar, pháo binh trên bờ, cũng như các tàu chiến, mặc dù vẫn còn lâu mới đạt được mức ngang bằng. Khi bắt đầu chiến tranh, hải quân của họ đưa ra tỷ lệ đó là 12-1. Hôm nay nó đứng ở mức 4-1. Người Nga vẫn chiếm thế thượng phong, đại úy Rychenko thừa nhận. Theo The Economist, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.